Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi chương trình Điểm tin số 77 của Giác Ngộ TV, kênh truyền hình trực tuyến của báo Giác Ngộ. Chương trình Điểm tin hôm nay, thứ năm ngày 3 tháng 12 năm 2020 với những tin tức đáng chú ý sau đây. Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường phòng chống Covid-19. Kỷ niệm 30 năm thành lập Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội. Khóa tập huấn hành chánh điện tử đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Sri Lanka thăm chùa Phật Tích. Ngôi trường Phật giáo trong lòng miền Tây Hoa Kỳ. Thưa quý vị, sau 3 tháng yên bình, Thành phố Hồ Chí Minh hôm 30 tháng 11 ghi nhận có ca nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng. Trước tình hình nguy cơ dịch có thể bùng phát trở lại, ngày 1 tháng 12 vừa qua, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Trưởng Ban trị sự Phật giáo thành phố đã ký ban hành thông báo về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tăng ni, Phật tử, các cơ sở tự viện trên địa bàn thành phố. Thông báo lưu ý các ban chuyên môn Phật giáo thành phố, ban trị sự Phật giáo 24 quận huyện, các tổ chức từ thiện, chư tăng ni trụ trì các cơ sở tự viện trên địa bàn thành phố tiếp tục gương mẫu thực hiện những hướng dẫn yêu cầu của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 và Bộ Y tế. Cần tinh gọn các chương trình nghị sự và tổ chức hoạt động khi cần thiết, hạn chế việc tổ chức lễ hội, pháp hội, các khóa lễ, khóa tu tập trung đông người tại các cơ sở tự viện. Mỗi cá nhân tăng ni phải nâng cao ý thức cá nhân trong công tác phòng chống dịch bệnh, hướng dẫn Phật tử và đồng bào các giới không phát tán những thông tin không có nguồn gốc. Tại Việt Nam, quốc tự, tăng ni Phật tử làm việc tại cơ sở và đến giao dịch hành chánh tại văn phòng ban trị sự. Các ban cần thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách đúng quy định của Chính phủ và Bộ Y tế. Thưa quý vị, ngày 27 tháng 11 vừa qua, để đánh dấu sự kiện thành lập Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội, tại chùa Quán Sứ, trụ sở của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã diễn ra lễ kỷ niệm và hội thảo 30 năm Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội và tạp chí Nghiên cứu Phật học, Thành tựu và Định hướng. Được biết, sau khi Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam được Giáo hội thành lập tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 1990, phân viện tại Hà Nội cũng được hình thành. Đồng thời, cũng năm này, lãnh đạo phân viện đã chủ trương xuất bản nội san Nghiên cứu Phật học, đăng tải các công trình nghiên cứu Phật học, diễn đàn của tăng ni Phật tử trong công tác học thuật và nghiên cứu Phật học phía Bắc. Đến năm 1996, nội san được phép chuyển thành tạp chí, hiện phát hành 2 tháng một số. Để nhìn lại 30 năm hình thành và phát triển, trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, phân viện và ban biên tập tạp chí đã tổ chức hội thảo khoa học nhằm đánh giá những thành tựu và định hướng con đường tiếp theo sắp tới. Trong đạo từ tại lễ kỷ niệm, Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự đánh giá cao năng lực lãnh đạo của Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Viện trưởng Phân viện, Tổng biên tập tạp chí Nghiên cứu Phật học, đã có nhiều đóng góp vào việc nghiên cứu ứng dụng tư tưởng Phật giáo và làm sáng tỏ văn hóa Phật giáo Việt Nam trong truyền thống văn hóa dân tộc. Đồng thời, Hòa thượng cũng đã gợi ý mong muốn có sự hợp tác của phân viện trong việc thực hiện Tam Tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam để công trình trọng đại do Giáo hội Phật giáo Việt Nam chỉ đạo được thành tựu tốt đẹp. Chiều ngày 27 tháng 11 tại Việt Nam Quốc tự, Ban tổ chức khóa tập huấn hành chánh văn phòng điện tử của Giáo hội Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức bế mạc trao chứng nhận hoàn thành khóa học cho 143 trên 151 tăng ni cư sĩ thuộc các ban chuyên môn và ban thư ký ban trị sự Phật giáo quận huyện. Sau 2 ngày tập huấn, ban tổ chức đã tổ chức cho học viên thi trắc nghiệm lý thuyết, thi thực hành nhóm nhằm thu hoạch đánh giá hiệu quả sử dụng cổng hành chánh điện tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần đầu tiên Giáo hội thành phố tổ chức triển khai tập huấn hành chánh điện tử sau thời gian thực hiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật và nghiên cứu, khảo sát nhu cầu thực tế về hành chánh của tăng ni, các cơ sở giáo hội trực thuộc tại thành phố theo sự chỉ đạo của Trưởng lão Hòa thượng Trưởng ban trị sự. Đánh giá về chất lượng khóa tập huấn hành chánh, văn phòng điện tử lần đầu tiên của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó thư ký kiêm chánh văn phòng ban trị sự cho biết, tinh thần học tập của tăng ni rất nghiêm túc, tích cực, sôi nổi vì đây là khóa tập huấn hành chánh văn phòng điện tử lần đầu tiên, nhưng kiến thức mới rất cần thiết trong tương lai. Về chất lượng khóa tập huấn, qua 2 ngày học tập, kiểm tra lý thuyết và thi thực hành nhóm được các chuyên gia giảng viên đánh giá rất tốt, kết quả đạt khoảng 90% so với yêu cầu đề ra.
Thưa quý vị, hôm 27 tháng 11 vừa qua, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka tại Việt Nam, Quanbita Game Prasanna và phái đoàn đã đến thăm chùa Phật Tích, di tích quốc gia đặc biệt, tọa lạc tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Đón tiếp đoàn, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Phật Tích, đã giới thiệu về lịch sử Phật giáo Việt Nam, lịch sử chùa Phật Tích trong mối quan hệ với Trung tâm Phật giáo Luy Lâu đầu kỷ nguyên Tây Lịch và những liên hệ với Ấn Độ, Sri Lanka. Trao đổi trong cuộc thăm viếng, Đại sứ Sri Lanka khẳng định Phật giáo chính là sợi dây rất sớm trong mối quan hệ hữu nghị giữa Sri Lanka và Việt Nam. Ông cho rằng đó là cầu nối quan trọng phát triển tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước. Thượng tọa bày tỏ sự tri ân chính phủ Sri Lanka đã giúp đỡ giáo hội đào tạo tăng ni Việt Nam đang tu học tại các trường đại học trên đất nước Phật giáo này. Dịp này, Thượng tọa cũng đề nghị Ngài Đại sứ và chính phủ Sri Lanka giúp đỡ công trình chùa Việt Nam đang xây dựng tại Sri Lanka. Thưa quý vị, xưa nay hàng Phật tử thường được biết tại nước Mỹ có vạn Phật Thánh Thành của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Song ít ai biết rằng trong khuôn viên tu viện vạn Phật Thánh Thành có trường đại học Phật giáo Pháp Giới. Vạn Phật Thánh Thành được Hòa Thượng Tuyên Hóa kiến thiết năm 1974 là một trong ba cộng đồng Phật giáo lớn nhất tại Tây Bán Cầu. Hiện khoảng 32 hectare diện tích khuôn viên được phát triển thành các khu phức hợp với 25 trong số 70 tòa nhà tại đây được sử dụng cho mục đích tôn giáo, giáo dục, hành chính và nhà ở. Phần diện tích còn lại là những cánh đồng, vườn nho, vườn cây ăn quả và những cánh rừng xanh. Từ năm 1975, tu viện đã thành lập và vận hành một ngôi trường trung học, chú trọng việc giáo dục và phát triển đạo đức cho thanh thiếu niên. Hơn thế, với mong muốn nâng cao trình độ học vấn và Phật học trong các thành viên tăng đoàn, đặc biệt là các kỹ năng hoằng pháp, trường đại học Pháp Giới ra đời vào năm 1976, hoạt động dựa trên các nguyên tắc nhân văn, đạo đức nhằm giáo dục phát triển học viên thành người lãnh đạo tài đức. Do vậy, ngoài đào tạo học thuật, nhà trường còn chú trọng phát triển phẩm chất đạo đức, khuyến khích người học theo đuổi các mục tiêu cao thượng và những giá trị sống tốt đẹp. Trong quá trình học và thanh lọc, chuyển hóa thân tâm, học viên sẽ phát triển trí tuệ tự thân và khởi phát được lòng từ bi bên cạnh kiến thức chuyên môn và các phẩm chất khác. Nhà trường hướng đến đào tạo học viên thành người lãnh đạo thực tài và chính trực cho thế giới. Năm 2018, các chương trình học thuật của trường được công nhận bởi Hiệp hội các trường đại học phương Tây thuộc Ủy ban Giáo dục Đại học và Cao đẳng, Tổ chức Giáo dục Đào tạo Bậc học cao tại California, Hawaii và Thái Bình Dương. Theo đó, đây là trường tư thục quy mô nhỏ, hoạt động phi lợi nhuận với phương châm phát triển trí tuệ tự thân. Hiện nay, trong hệ thống giáo dục Hoa Kỳ, nhà trường được phép đào tạo chương trình cử nhân 4 năm đối với các ngành học tự do và thạc sĩ chuyên ngành Phật giáo trong 2 năm. Kính thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại điểm tin trong tuần số 77 với nhiều hoạt động sự kiện Phật giáo. Thưa quý vị, như thông tin của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng tại thành phố Hồ Chí Minh, do một chút lơi lỏng trong quản lý tại các khu cách ly, các ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng được ghi nhận từ hôm 30 tháng 11 cho tới nay. Để tránh tình trạng lây nhiễm nghiêm trọng trong cộng đồng, tất cả chúng ta cần phải ý thức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch được khuyến cáo từ các cơ quan chức năng một cách nghiêm túc để gìn giữ sự an toàn cho bản thân, cho gia đình, góp phần sớm đem lại không khí bình yên cho cộng đồng để chuẩn bị đón chào năm mới 2021, Tết Tân Sửu đoàn viên được an vui. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi điểm tin của Giác Ngộ TV, kênh truyền hình trực tuyến của Báo Giác Ngộ. Kính chúc quý vị nhiều an lành và hẹn gặp lại trong các bản tin sau của Báo Giác Ngộ.